Vì tiền công khoảng 70-80 triệu, nhưng mà thật sự tính hoàn thiện luôn nhà này tiền công khoảng 40 mấy triệu hết hết giá. Thành á. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ lại có mặt tại xã Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày mai này thì Bùi Hồ sẽ có một cái công việc đó, đó là đưa Tú trở về lại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay ghé đây để cập nhật lại tình hình ngôi nhà cô chị Hương xây đến thời điểm hiện tại là như thế nào. Đến thời điểm này thì ngôi nhà của chị đã xây ngót nghét gần một tháng rồi cô bác quý anh chị. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đúng một tháng. Cũng có một số sự cố trục trặc về thợ thầy nên đã ngưng hết một tầng. Chính xác là xây khoảng 3 tầng đến thời điểm này. Và hình dáng ngôi nhà cũng đã sắp hoàn thành. Và các anh thợ thì cũng đã tranh thủ để hoàn thành những cái công đoạn cuối việc xây dựng, đó là tô bê những cái bức tường cũng như là chuẩn bị dán gạch nè, rồi đi lên màu và sau đó là khánh thành tăng gia và sau đó là tăng gia. Và mời cô bác quý anh chị cùng vô đây cùng với Bùi Hồ một tham khảo một vòng về hình dáng ngôi nhà của chị Hường được xây cất như thế nào ha. Ngôi nhà của chị Hường thì chúng ta thấy có thể thấy là ở ngoài trước có 2 cây cột, có một cái hàng ba nhìn cũng khá là đẹp luôn. Ở ngoài trước cái mặt dựng ở đằng trước á thì mình lại được dán những cái gạch kiến á cô bác anh chị. Có một cái điểm nhấn màu trắng ở đây rất là dễ thương nè. Sau này nghe nói là nhà của chị sẽ cái phần trên này á sẽ được sơn màu trắng. Ngôi nhà thì khi mà chưa có đầy đủ bê sơn lên á thì nhìn nó tối như vậy đó. Nhưng mà khi đầy đủ bê sơn và kết hợp với lại đèn thì rất là sáng luôn. Vô đây ha cô bác anh chị. Đây là cái phòng khách đó, cái phòng khách cũng khá là rộng luôn. Hình như là Bùi Hồ nghe nói là khoảng 4 mét á, 4 mét anh thợ, 4 mét 5, độ rộng là 4 mét. Ở trên này thì cũng mới vừa đóng lao phông lên, chỉ mới có lao phông thôi nhưng mà mình đã thấy ánh sáng của cái lao phông á, của màu nó dội xuống làm cho cái ngôi nhà mình nó lại thêm đẹp. Và thậm chí là ngôi nhà này thì lấy đầy đủ ánh sáng nè, gió, đầy đủ những yếu tố về phong thủy như là gió từ ở dưới sông gió lên nè. Đây là những cái ánh sáng từ cửa sổ ở phòng khách. Ở cô bác quý anh chị thấy đẹp không? Chưa sơn ngay, bơi sơn lên thì nó còn đẹp nữa. Và cái phần ở trên này các anh thợ vẫn đang bắt chỉ để cho cái ngôi nhà của mình á nó đẹp hơn. Bao nhiêu đó thôi cho cô bác quý anh chị. Và đặc biệt là mọi người rất là khen về cái việc mà các anh thợ ở đây xây nhà cũng như là các anh phụ làm rất là tỉ mỉ và đặc biệt là rất là gọn gàng, làm đến đâu thì dọn dẹp đến đó. Và đây là cái lối đi vào thẳng vào nhà bếp. Có một cái điều kỵ là người ta sẽ không bao giờ cho cái cửa cái nhà bếp ở đằng sau cô bác anh chị, nó không được thẳng với cái lối này đó. Đây là cái cửa buồng ngăn giữa phòng khách với lại phòng ngủ. Hôm trước thì Bùi Hồ có nghe nói là việc mà xây dựng 2 phòng ngủ, xây cái nhà thôi chưa có 2 phòng ngủ, thì cũng được sự hỗ trợ mạnh thường quân á, thì chị Hường cũng đã xây lên 2 cái căn phòng ngủ này cô bác anh chị. Đây đây là một cái ở trong này thì cũng đóng luôn la phong rồi nè. Cô bác anh chị thấy không, bây giờ Bùi Hồ sẽ bật cái phần lát cho cô bác anh chị thấy ha. Ở đây cũng đã đóng luôn cái phần la phong, chỉ còn sơn với lại B với lại cái phần này thì chưa có tô kẹp và các anh thợ vẫn đang cố gắng để mà tô. Trong 1-2 ngày nữa thôi thì chắc có lẽ là sẽ xong. Ở trên đây thì chúng ta có thể thấy được có một cái lấy ánh sáng từ cái ánh nắng mặt trời, đó là cái người ta gọi là cái trái sáng. Cái trái sáng đó cô bác anh chị, nhìn cũng rất là đẹp. Ở đây thì tổng cộng ngôi nhà của chị thì có 2 cái cửa sổ, một cái cửa sổ ở phòng khách, một cái cửa sổ ở ngay tại phòng ngủ. Nhìn rất là đẹp. Ở đây cũng có một cái phòng ngủ nữa nè, có 2 cái phòng ngủ. Có nhiều cô bác quý anh chị nói là tại sao không có phòng ngủ cho ông Tư, thì ở trong những cái video clip trước á, Bùi Hồ có giải thích rằng là những ông cụ già ở miền Tây á thì lại thích ngủ ở ngoài trước hoặc là để một cái chiếc võng ngoài sau nhà bếp vậy thôi. Như thế thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Thì thật ra thì vô những cái căn phòng thì nó hơi bị ngột ngạt hơn tí xíu. Anh thợ đây anh cũng đang chào anh. Anh cũng đang tô nè. Hôm nay là tô được mấy ngày rồi anh? Tô được mấy ngày rồi? Tô 4 ngày. Tô 4 ngày hả? Bữa nay là xong hết chưa? Xong hết. Nay xong hết ha. Xong. Rồi.
Và đây là cái phòng bếp và nhà vệ sinh. Cái phòng bếp thì có hai cái trái sáng ở đó nè. Rồi ở đằng sau này cô bác anh chị có một cái lối đi ra cái mé sông, nhìn rất là đẹp. Và cái lối cửa này cũng khá là rộng. Thì sau này nghe nói chị gắn một cái cửa nhôm có thể đẩy ra, và ngoài sau đó có thể là làm một cái sàn nước để sinh hoạt về cái vấn đề mà nấu nướng hoặc là rửa chén hay là như thế nào đó. Cũng không gian bếp này cũng rộng lắm luôn á. Còn ở đây là cái nhà vệ sinh, một cái lối đi vào của cái nhà vệ sinh nha cô bác anh chị. Hiện nay thì mình thấy là cái nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn. Mỗi miếng gạch như thế này là dài khoảng 4 tấc thì 1m2, lên là đến đây là khoảng 1m2. 3 miếng là 1m2 với là khoảng 1m3 đến 3m4 dán gạch lên đây. Cái phần ở trên này á thì sau này chị sẽ bơi một ly sơn. Cái nhà vệ sinh á mà nó có dán gạch như thế này thì nó sẽ đỡ hơn cái việc mà vài khi mà mình nó dơ quá các chị thì mình có thể kỳ rửa trên này được. Còn nếu như mà không có dán á thì nó mình chỉ bơi hoặc là sơn thôi thì nó sẽ dơ hơn. Ở đây mình thấy có một cái đường dẫn nước nè, cái để dẫn nước vào. Ở đằng kia có một cái ống để dẫn nước vào nữa kìa, có nó hút nước đi ra nữa. Nhà của chị Hường không phải là một cái hành lang như thế này không thôi, mà ở ngoài kia có một cái hành lang ở ngoài trời. Chị nói là hành lang đó thì chị có thể sử dụng để mà phơi quần áo nè. Mời cô bác anh chị qua đây ha, có một cái cửa đây. Đây, sau này cái này sẽ dán gạch ở ngoài này luôn, anh thợ anh vẫn đang tô. Đang cái công đoạn này là một trong những cái công đoạn mà phải gọi là mất thời gian, tại vì tô với bắt chỉ là nó mất thời gian lắm. Đây là cái anh chủ thầu nè. Chào anh. Dạ, thầu sao ốm vậy? Tại thiếu ăn. Thiếu ăn hả? Thiếu ăn hay là cuối tuần là thường hay nhậu nhiều? Thì cuối tuần cũng đãi anh em nhậu với một tuần lần vất vả mà nhậu cho nó thay phải. Ở hồ em thấy nhậu nhiều à? Đúng rồi, ở hồ đa số. Nhưng mà đa số là các anh đều uống rượu để cho nó đỡ ghim mình để ngủ để sáng ngày mai làm tiếp đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là uống một vài ly cho nó dẫn dân với mình ngủ nó khỏi nó ngon giấc. Tổng ngày là mình tiến hành được bao nhiêu ngày em nhớ không? Tổng ngày được 9 ngày. 9 ngày. 9 ngày liên tục. 9 ngày liên tục. Là thứ bảy chủ nhật vẫn làm luôn. Không nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. Không. Cái ngôi nhà này nếu như mà để hoàn thiện toàn bộ công trình và để khánh thành luôn thì khoảng bao nhiêu ngày ạ? Rồi để tân gia luôn á. Để tân gia luôn khoảng 4 ngày nữa là muốn hoàn thiện hết. À, mau ha. Cái này có thể khi nào là mình bơi với mình sơn bơi được lên được anh? Giờ chỉ đang đợi bê với nước sơn á. Là có rồi, tranh thủ làm luôn. Em nghe nói là có một cái anh là anh Tâm ở Vĩnh, ở Hậu Giang đem tặng 2 thùng bê. 2 thùng sơn. 2 thùng sơn hả? Chạy từ Hậu Giang xuống đây tặng 2 thùng sơn cô bác quý anh chị. Vậy là khi là cái này có cần đợi hồ nó khô hết rồi mình mới bê sơn không? Bây giờ nó đã khô trắng tường rồi đó, giờ có thể tiến hành bê được rồi đó. Dạ hả? Giờ đợi mua bê về là bê đó, bê rồi sơn. Có nghĩa là mình làm gấp rút hết luôn ha? Gấp rút, nếu mà chưa có bê sơn thì lúc nào ngày mai tranh thủ lúc nền trước. À, ngày mai là lót gạch. Nè, lót nền. Ồ, tranh thủ tối đa luôn. Điện là mình đi luôn, điện nước là mình đi luôn thì sao? Cái đó chưa nghe nói, chưa nghe Hường hồi điện nước chưa có mà vô được mà. Nếu vô được thì đi luôn. Có nghĩa là anh bên anh có lãnh đi luôn hả? Có đầy đủ. À. Nói chung là hết tất cả luôn, không có chừa món nào cho mình ngồi xây dựng. Hết chân tất cả. Điện nguyên, nước là không là hết. Nguyên một cái ngôi nhà như thế này là tiền mà để mà đi điện nhiều tiền không? Không, cũng không có nhiều đâu. Nằm tầm khoảng 3-4 triệu trở lại chứ không có nữa đâu. Rồi dây điện không nghe, còn bóng thì mình mua tùy theo bóng. Với lại tùy theo mình đi nó nhiều bóng thì ít bóng nữa. Đúng rồi. Còn dây điện không thì vài triệu rồi. Ở đây là cũng 3 anh thợ, 2 anh phụ hả? 5. 5 anh thợ. 5 anh thợ, 2 anh phụ. Ôi trời ơi, tăng cường như vậy. Tăng cường tối đa mà, rồi ví dụ như phụ kịp từ buông ra anh đem qua anh phụ tiếp. Rồi chống thì nhảy lên làm. Dạ. Anh là làm thầu là bao nhiêu năm rồi anh Dung? Lúc làm cũng 19 tuổi, 19-20 tuổi tới giờ.
làm cái công trình mà nhà tình thương như thế này á thì em nghĩ là các anh em ở đây cũng rất là cố gắng về việc mà em thấy là qua những video clip và cũng của các bạn em quay á thì thấy là tiết kiệm những cái vật tư nó hết sức có thể nè. Rồi thậm chí là thấy anh làm thứ bảy chủ nhật không nghĩ là tiết kiệm luôn về cả cái thời gian. Vậy làm cái ngôi nhà này chắc lợi ích hơn so với những ngôi nhà khác hả? Lợi ích hơn nhiều lắm. Yeah. Tại vì nhà này cũng mạnh thường quân cho không nên không có lấy theo giá của ba game được. Lấy cái giá cũng không nghĩ. Nhưng đúng ba game thì nhà này tiền công khoảng 70-80 triệu. Nhưng mà thật sự tính hoàn thiện luôn nhà này tiền công khoảng 40 mấy triệu hết giá. Thành á. Nếu như mình đúng là khoảng 70 triệu tiền công. 70 triệu tiền công. Nhưng mà với lý do vì sao anh lãnh vậy anh muốn họ lại rồi có lời không? Nói chung là lấy công làm lời thôi chứ không có lời tuyệt nhiên. Nói chung là làm tiếp á. À phụ tiếp ha. Chứ nếu như mà lãnh thẳng ra thì khoảng 70 triệu. Còn bây giờ lãnh nói chia sẻ lên những cái đoạn clip như thế này thì đồng nghiệp của mình có ngại không? Không, cũng bình thường thôi. Tại vì những người đó vẫn biết cái hoàn cảnh của cái nhà người thường mạnh thường cho mà. Của anh em cũng có làm chung quả gì. Anh chắc có lẽ là anh sẽ xe nghe được những cái đoạn clip người ta sẽ nói rằng là chị Cẩm Hường là nhận sao mà xây ngôi nhà nó to quá, nó lớn quá. Thì mà người ta đâu có hiểu rằng là ngay cả thợ thầy thì cũng giúp đỡ nữa. Thì bình thường nếu như mà ngôi nhà này tổng ngôi giá trị của ngôi nhà này, một ngôi nhà bình thường là khoảng bao nhiêu tiền anh có ước tính được không? Vật tư với công thợ. Vật tư hết luôn, đúng rồi. Khoảng nằm tầm 300. 300. Nghe tôi không có báo kinh chị khoảng 300 triệu. Nhưng mà thật ra thì cái ngôi nhà này là xây nó không có tới đâu nha. Không tới. Hiện nay là xây không có tới 300 triệu đâu. Nó chỉ còn thợ vật tư khoảng chừng 200 xem hơn thôi. Có khoảng độ đó. Đó để cho cô bác của anh chị thấy là ngôi nhà nó rất là to. Nhưng mà to ở đây là từ sự giúp đỡ của tất cả các mạnh thường quân nè, của các anh thợ hồ, của những người ông chủ thầu như anh Vui như thế này. Anh Vui thì rất là hiểu cái hoàn cảnh của chị Cẩm Hường. Anh có thể chia sẻ về anh là gần như là hàng xóm với chị Cẩm Hường. Anh trước giờ anh có biết gì về chị Cẩm Hường không? Ngày xưa thì cũng nghe nói ở nhà trọ ở Tắc Văn thôi chứ cũng không có tới lui. Sau này vô đây mới biết thôi. Thấy ở ngoài nhà trọ thì khó khăn. Bác Tư thì ổng cũng ngủ với ghe không, không có ít ngủ bên bờ tại vì chật hẹp quá. Nếu mà được cái nhà này Tư nữa thì phòng ngủ thì nó thấy nó thoải mái và nó an toàn hơn sống với ghe luôn. Thật ra đó thì tại anh nên Vui chưa có hiểu cuộc sống của ông Tư. Ông Tư cũng sống ở trên nhà cũng được, nhưng mà ông sống ở dưới ghe quen là chiều cái tự nhiên cái ông Tư lội xuống ghe, ông Tư ngủ dưới. Nó đôi khi ngủ ở dưới ghe nó lại mát hơn. Rồi thôi thì em thay mặt cho mọi người cũng như là tất cả cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân và những người giúp đỡ cũng như là thay mặt chị Cẩm Hường cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh cùng với các anh thợ sức khỏe dồi dào. Ngày nào mà chị ăn tân gia thì anh em mình sẽ làm một chén rượu ly bia ha. Dạ cảm ơn anh Vui. Đây em làm cái ha. Ở đây cô bác của anh chị. Phải gọi là công trình này thì đang gấp rút tiến hành. Tổng cộng là 5 anh thợ và 2 anh phụ. Mỗi người thì làm một chi tiết khác nhau, một mảng khác nhau. Ví dụ như anh này anh đang tô ngoài cái vách này, thì anh này anh tô ở ngoài phòng, anh kia thì anh bắt chỉ ngoài kia. Mời cô bác quý chị ra đây tiếp ha. Những ngày trước đây thì ở không khí ở miền Tây cực kỳ nóng, tầm 38 độ C. Ngày hôm nay thì là những cái cơn mưa, những cái trận mưa đầu mùa. Và những cái trận mưa đầu mùa nó bất chợt lắm. Cô bác của anh chị thấy mây đen kìa. Trời ơi, cái anh mùa này anh vui vẻ lắm cô bác của anh chị. Anh có vợ chưa anh mùa? Có rồi, ba đứa con rồi. Ba con hả? Giờ anh làm cái gì? Giờ anh làm hải sản. Hải sản? Là lột tôm giống chị Hưởng hả? Ngày được nhiêu? 100 mấy. Còn anh làm ngày nhiêu? Còn ngày 270. Anh làm ngày 270 hả? 100 mấy là 100 mấy? Thì cái ngày tôm 101, 102, khi 130, 140 cũng chừng. Là hai vợ chồng làm ngày cũng được 400 ngàn. Cái ngày với cái ngày hồ này nó cũng bắt bên, mưa gió làm không được. Nuôi con có đủ chi phí để nuôi con học không? Thế gì cũng vất vả, ba đứa. Con lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Lớn nhất 17. 17 tuổi. Con, anh năm nay nhiêu rồi? Năm nay 39 nè. Có vợ 21. Có vợ 21 tuổi, sao có vợ sớm vậy?
Thì đó còn nhỏ lúa đồi. Rồi làm hồ bao nhiêu năm? Làm hồ cũng mười mấy năm à. Mười mấy năm. Nghe nói anh lên thợ không được là do anh sợ độ cao. Sợ độ cao. Thì sao mình không chọn một cái công việc khác cho nó ổn định hơn mà mình để có nghĩa là như bán vé số hay là sao gì đó? Bán vé số mình bán không có miệng lưỡi thì bán không lợi gì đó. Mà làm hồ này quen thấy cũng vui đúng không? Làm chung với anh em lâu ngày giờ vui. Vợ anh năm nay nhiêu? Vợ nay 36. Nhỏ hơn anh 3 tuổi. Con lớn là con gái hay con trai? Gái. Đi có đi học không? Nghỉ. Nghỉ năm nhiêu tuổi? Nghỉ năm nó học lớp 7 nghỉ. Tự nghỉ hay là người ta hay là bé tự nghỉ hay là anh cho nghỉ? Tự nghỉ. Sao à? Mẹ nó không ham học nữa. Thì bây giờ là ở nhà. Có làm gì phụ anh không? Giờ ở nhà với ngoại, làm với ngoại nữa. Còn đứa bé nhất là nhiêu? Bé nhất 8 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi gì là mới sanh đây. Còn ở giữa bé giữa. Giữa 13. Là mấy trai mấy gái? Hai trai một gái. Gái là đầu tiên. Rồi có phụ giúp gì cho ba mẹ không? Phụ gì giờ mấy nhỏ nhỏ không sao phụ. 17 tuổi phụ được rồi. 17 tuổi nó ở với ngoại nó rồi. Nhà anh gần đây không? Gần. Sao ở với ngoại mà không ở phụ với anh để nấu cơm hay là? Ngoại nó ở ngoài nè, ngoại nay 74 rồi. Sao không rước về nhà ở chung anh? Ngoại có nhà riêng. Nhà gốc mà. Có nghĩa là nhà tổ. Nhà tổ. Nhà tổ để mà nhà thờ cúng đó đúng không? Còn anh với chị thì ở riêng. Ở riêng. Rồi bà ngoại, ông ngoại còn không? Ông ngoại mất rồi. Còn lên bà ngoại. Làm hồ này thấy cực dữ không? Cực. Nhưng mà không có nghề thì phải chịu thôi chứ sao. Nếu như cho đổi anh đổi nghề khác anh sẽ đổi nghề gì? Biết nghề gì đổi. Không biết nghề gì đổi hết hả? Không biết nghề gì đổi. Nhưng mà gọi là nghề nó chọn mình. Nghề chọn mình. Chứ không phải là mình chọn nghề được công việc, cuộc sống mình cố gắng mình. Nhưng mà mỗi ngày chi tiêu là nhiêu của anh á? Chi tiêu cá mắm rồi có điện nước này kia, ngày chi tiêu cũng không còn. Không còn. Và con cái học hành. Ngày anh là phụ 207. Chia sẻ như thế này cô bác với chị, nếu như mà có sự so sánh thì nó hơi bị khập khiễng nha. Thợ hồ của anh Vui hôm trước Vui hồ có suy nghĩ như thế này. Anh mùa anh làm 8 tiếng đồng hồ, sáng từ 7 giờ đến trưa 11 giờ đúng không anh? Đúng rồi. Chiều là 1 giờ đến 5 giờ chiều. Đúng không? Đúng rồi. Là 8 tiếng đồng hồ phải vất vả xúc hồ, phụ hồ, trộn hồ, làm liên tục không nghỉ. Thì anh được 270.000. 270.000 đó mà nếu như mà ngày hôm đó có một cái đám giỗ hay đám cưới hay là có tiệc bạn bè lại mà đại rượu thì còn đỡ nha, đại bia là hết một ngày công luôn. Đại thùng bia bây giờ là 270 luôn rồi. Thùng bia mà lagu nhẹ nhàng nhất là 270.000. Thì thùng bia đó nó chỉ tốn thời gian là chưa đầy 1 giờ uống. Nhưng mà làm hồ là phải 8 tiếng. Thì cô bác anh chị thấy nó, mặc dù cái sự so sánh này Bùi Hồ cho rằng là nó khập khiễng. Tại vì thợ hồ thì mình uống rượu cũng được không sao. Nhưng mà đôi khi bạn bè khách quý đến thì mình phải đãi. Thì coi như một ngày công của anh mùa hôm đó là xong. Chứ chưa kể gà dịch đâu nữa. Chưa kể gà dịch. Bạn bè nhiều nữa là nó sẽ thâm hụt. Thâm hụt. Nếu như nhà anh khỏe mạnh hết thì không sao. Còn nhà anh á, mà có ốm con cái mà nó ốm đau cái là phải đi hỏi, đi vay, đi mượn. Đúng không anh? Đúng, cái đó dày hỏi. Chứ giờ ngày làm hồ là ngày nào ăn ngày nấy. Dư thì không có dư. Một ngày 250.000 thì tháng là 270 coi như là cho như là 300 thì tháng cũng 6 triệu. Nhưng phải làm liên tục nha, là ngày nào cũng phải làm. Thợ hồ là phải nghỉ chủ nhật đúng không anh? Đúng rồi. Cần nghỉ hết 4 ngày, chưa kể những ngày mưa gió làm không được nữa. Nên cái công việc của những người thợ hồ á bấp bênh lắm cô bác anh chị. Nói vậy chứ làm cao đẹp nhưng có làm thì có ăn, ngưng làm là lấy ngày đó đắp cho ngày sau. Thôi thì dù sao cũng cố gắng, công việc nó chọn mình mà. Mình nó chọn công việc. Được chia sẻ đây cô bác anh chị hiểu thêm về cuộc sống của các anh thợ hồ cũng như là những người làm hồ như thế này. Chúc anh luôn có một sức khỏe dồi dào, là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho vợ và con của anh. Đúng rồi. Dạ. Mai mốt biết đâu mình đổi sang một cái nghề khác, đổi đời hơn, trắng hơn sao. Cảm ơn anh nhiều ha. Rồi. Dạ, chúc anh sức khỏe. Rồi. Ha. Thì coi như là chỉ còn
Chỉ còn một gần chắc, một tuần lễ chắc nữa. Chắc cũng gần tuần rồi em. Thì công trình mơ ước của mình hoàn thành theo đúng như cái tâm nguyện của mình trước đây. Thì thật ra thì Bùi Hồ cũng không có gọi là duyên của chị á, cô bác anh chị. Trước đây thì chỉ quay ông Tư thôi, thì sẽ không quay về cái cuộc sống của chị Cẩm Hương nhiều. Nhưng mà duyên lành tìm đến nhà của chị Cẩm Hương thì dẫn dắt cái câu chuyện cho đến ngày hôm nay luôn. Và cũng khá là dài rồi. Dài từ lúc mà cuộc sống ông Tư trên ghe đến về đây và chị Hương lại có một cái ngôi nhà mới. Cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào? Thì lúc đầu á thì cũng như em nói đó, thì chị không có nghĩ là khi nhìn lại cha mình sẽ có được như ngày hôm nay. Chỉ đơn giản là chị chỉ muốn là thấy như vậy, thấy một ông cụ mà vớt vai cha như vậy, sống lên trên sông nước như vậy thấy tội quá. Chị mới đi nhìn coi phải đúng có đúng là cha mình hay không, thì để chị đem về chị phụng dưỡng. Nhưng mà có lẽ là cơ duyên nó cứ đưa đẩy rồi được như ngày hôm nay, thì chị cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến cha con chị, cũng như hai mạnh thường quân lớn nhất đã giúp chị có được cái căn nhà để mà nói chung là rất là đẹp đó, quá trời, quá sức tưởng tượng của chị luôn. Vì đơn giản chị như nghĩ là có một căn nhà nhỏ để mà che nắng che mưa thôi, nhưng mà được thật sự là được một cái căn nhà như thế này là nó quá sức tưởng tượng đó với chị. Cho nên là cái chị mừng lắm, chị vui lắm. Trong những cái mừng nó cũng có cái buồn đúng không? Mọi người cứ dèm pha là ra tiếng vào hoài, thì mình cũng gọi là không nhận thì không được. Cũng cảm thấy là mọi người lại suy nghĩ vì một hướng nào đó nó lệch lạc quá, nhưng mà ai thì suy nghĩ cứ suy nghĩ. Thì mình không thể nào chiều lòng hết tất cả mọi người được. Nhưng mà dù sao cũng có nhà để cho ông ngoại ở, cũng có cho hai đứa cháu ăn tâm học hành, cũng có thể mời bạn nó lại chơi đúng không? Đúng rồi. Thì em thấy đó, trong xã hội này có rất là nhiều người, nói chung mình đâu có thể nào mà làm tròn vừa ý hết tất cả mọi người được em. 10 người thương thì cũng có một người ghét. Nhưng mà chị thì không quan tâm tới những cái lời dèm pha đó đâu. Chị chỉ sống thật với bản thân mình như vậy là được rồi. Chứ còn tại người ta không hiểu thì người ta có quyền nói, mình đâu có cấm được. Ở đây ngôi nhà của chị thì nó có xa so với cái chỗ mà mình làm lắm không chị? Cũng xa hơn em, xa hơn hơn ở ngoài. Nhưng mà dù sao cũng gần, mình chỉ có xe thì đi xa thì mình tranh thủ đi sớm hơn tí. Chị có lo lắng là ở trong này á thì mai mốt Hải đi học đi, còn chị với lại Đăng ở nhà thôi, thì khi mà chị đi làm thì chị có lo về cái quãng đường con mình đi học hay là việc đưa con mình đi học như thế nào? Đăng thì nó cũng lớn rồi em, chỉ có nó đi xe đạp thì ở đây thì đạp nó hơi xa chút. Nhưng mà bây giờ cũng là sức dốc thanh niên rồi. Đi để mà rèn luyện thân thể cũng tốt. Hôm nay thì anh Tâm anh mới cho tặng thêm hai thùng. Đúng rồi, hai thùng sơn, sơn em. Từ Hậu Giang, ảnh chạy xe máy xuống, cũng trời này cũng khá là nắng đó. Xuống là chỉ cho hai thùng nước sơn. Chị cũng chị không có biết ảnh ăn chay, cho nên là cũng đi chợ chuẩn bị đồ ăn, chuẩn mua cá rồi về nấu canh rồi kho rồi. Nhưng mà rồi ảnh xuống ảnh ăn chay cái nấu mì ăn với chao. Có duyên thì dục đó chứ biết sao, chị cũng không có biết. Chị cũng không có biết nữa. Nay mai đây thì ngôi nhà của chị mà dán gạch với lại sơn lên thì nó sẽ vô cùng đẹp luôn. Hiện nay hình dáng ngôi nhà nó gần như là hoàn thành khoảng 90% rồi. Ai đi qua đi lại cũng khen nhà đẹp hết, các nhà đẹp. Có bao giờ người ta tự, nếu người ta không xem clip, người ta hỏi là ôi tại sao bé này lại, hay là chị lại có một cái số tiền lớn mà cất cái căn nhà to đùng dược? Thì cũng có người không, bạn của chị mà có người ta không có hiểu á, không có coi á, không có coi clip á. Ta nói bộ chị trúng số hay gì. Tự nhiên ra ở nhà trọ đùng một cái thấy có tiền mua đất rồi cất nhà nữa. Duyên thì cũng mọi người, phước của mọi người nó mọi khác nhau. Muốn có không phải là dễ đâu. Thật sự là muốn có một cái ngôi nhà này không hề đơn giản một chút nào. Nhưng mà cũng gần hoàn thành này. Mong thì mai mốt thì người ta có nói một câu đó, an cư thì mới có lạc nghiệp. An cư thì lạc nghiệp. Khi nhà cửa ổn định rồi thì mới an tâm chí thú lo làm. Gì đó làm.
Có thể sau này thì chị sẽ ở đây xa chợ thì chị sẽ bán tạp hóa gì nhỏ nhỏ hay là như thế nào đó. Chị hay cũng đó. Có ý định đó. Hay đó. Nước cà phê. Cà phê. Thì chị cũng có ý định đó đó, nhưng mà để coi thứ ơi. Ở đây thì em thấy đó, nhà cửa thì cũng đông nhưng mà có một cái là người thì nó vắng. Nó thương người, nó vắng người lắm. Tại vì người ta đi làm xa hết à. Rồi, nhưng mà xa chợ, nhưng mà mình có một cái tiệm nhỏ nhỏ ở đây nó cũng hay chị. Cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ cũng được. Để ở trong nhà bán thấy cũng để hay. Trong nhà bán. Thì thôi thì em nghĩ đó là hợp lý hơn. Ngày lời hơn 100,000 cũng đỡ đi chợ tốn tiền xăng, vừa bán cho người ta mà vừa bán cho mình luôn. Với thuận tiện ở nhà để chăm sóc cha hơn. Đúng rồi. Rồi nếu mà đi làm thì cũng hơi cực, tại vì phải chạy tới chạy lui xa nè, làm thì phải chạy tới chạy lui chứ đâu có bỏ như lúc trước. Lúc trước thì có ba mẹ con, rồi nhiều khi chị đi làm chị tới sáng chiều luôn chị mới về nhà. Có dự định là mình sẽ mời mấy ông thợ để ăn tân gia nha chị? Có em, chị phải chị cũng mời mấy anh em thợ này, mấy ảnh cũng nhiệt tình với chị lắm từ đầu cái nhà tới giờ, cho nên là chị cũng dành cho ảnh một mâm nho nhỏ để mà dùng chung vui với chị. Đúng rồi. Cái tình nó quan trọng hơn là cái việc mà tiền bạc. Nhưng mà làm xong hết rồi mà mỗi người mà cứ chia tay nhau thì nó cũng không có lại ấn tượng gì. Có tốn kém đôi ít nhưng mà lại nó có cái tình nghĩa làng nghĩa xóm với nhau. Chị sẽ mời hết mấy anh thợ với xóm nghiện lân cận ở đây nè em. Dù sao thì chị cũng sống ở đây cả đời mà, cho nên là mình muốn giao lưu với xóm nghiện chút xíu vậy đó. Thì đó cũng tốt. Thôi thì bây giờ cũng chúc mừng chị ha. Rồi chị cảm ơn em. Dạ, khi nào hoàn thành thì mình sẽ buổi hồi sẽ chia sẻ cái đoạn clip mà hoàn thành cũng như là ăn tân gia nhỏ nhỏ cho cô bác anh chị cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ạ.